chào mọi người. Hiện tại thì Nghĩa đang đi câu cá lóc ở trong cái khu rừng của tiểu bang Texas đó. Trước mặt Nghĩa là cái đầm sen rất là lớn luôn. Mà sen ở đây thì nó màu vàng chứ nó không có phải là màu hồng giống như Việt Nam mình. Xung quanh toàn là sen không, nhìn rất là đẹp luôn. Giống như là Việt Nam mình vậy đó. Nó có cá sấu nữa. Nước thì mọi người có thể thấy nó cũng không có sâu lắm. Nó rong không à. Còn ở đó là có con cá sấu. Mà con cá sấu này rất là khôn luôn. Nó chỉ nằm ở đó nó canh người ta. Khi nào người ta câu dính cá là nó sẽ lại nó giành. Tại vì khi mình câu dính thì mình kéo lên không có kịp đâu. Nó dính rong tùm lum là lại nó sẽ nó giành liền. Nó rất là khôn. Nãy giờ thì Nghĩa câu khoảng 1 tiếng rồi. Không có dính cá. Nên là nó chán rồi, nó không có thấy cá nên nó bỏ nó đi rồi. Chứ nếu mà có cá là nó sẽ ở lại đó. Bây giờ đổi chiến thuật, câu cá con, lấy con cá con này để mình câu con cá lóc. Nãy giờ mồi tôm nó không ăn, lua nó cũng ăn nữa. Giờ mình phải đổi chiến thuật thôi. Cá rô này nhiều lắm luôn, ở dưới đây nè, mấy con nhỏ nhỏ này rất là nhiều luôn. Anh Tấn ơi, tin vui với giờ từ giọng anh Tấn, cầm Tấn, Tấn, Tấn. Anh Tấn. Tin vui với giờ từ giọng anh Tấn ơi. Tin vui với giờ từ giọng anh Tấn ơi. Oh yeah, nghe good. Không phải cái gông đó Nghĩa ơi. Ngô dính con cá. Cá lóc, cá lóc, cá lóc Nghĩa ơi. Lấy cái vật đi, Nhi, Nhi, đi lấy cái vật. Lấy vật, lấy vật chưa? Cái gì cá lóc, cá lóc, cá lóc. Bị dưới đây không? Từ từ, từ từ. Không thấy cái gông nó che hết. Ờ, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Đây, đây cho chú Nghĩa thôi. Cầm đi con, cầm đi giờ thôi. Cá lóc. Chú Nghĩa mày dính cá lóc rồi đó. Kéo quay lên, lên, lên. Nó cần nó cần lên. Thôi từ. Thôi quay được không? Được. À. Dục cái gông xuống đi nhỉ? Dục cái gông xuống dưới đi. Cá lóc, cá lóc. Ồ, cá lóc bự chưa? Cá lóc này được. Hả? Gông nữa không? Gông. Câu lại câu nữa không? Ai biết, muốn câu câu thôi. Bây giờ nó ăn rồi đó. Nhỏ chứ không có bự lắm. Ừ, con này vừa. Lucky thì cái con cá này nó khôn rồi chứ. Hên là dính con cá nãy mình kéo lên rồi á, nó mới ra chứ hồi nãy mà có nó là coi như là xong rồi. Có nó là coi như là không có cách gì mà lấy lên được với nó, tại vì rong không à. Toàn là rong không à. Hồi nãy mình kéo lên đâu có được đâu. Hên không có nó chứ có nó là xong rồi. Bây giờ Nghĩa đi về mới dính được một con, cuối cùng cũng dính được một con. Cá lóc. Để về mình làm thử, cũng với bạn nướng thử coi. Con cá đang như thế nào. Con cá nó không có bự lắm thì cái size này nó giống như cỡ cái size cá lóc Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà hên một cái á, là khi Nghĩa câu được xong á, là không có con cá sấu đó. Chứ nếu mà có con cá sấu đó coi như là xong rồi. Thì bây giờ để Nghĩa về rồi Nghĩa thử làm cái con cá này, thử có ăn cái thịt như có giống như con cá lóc ở Việt Nam không. Vô con cá này nhỏ quá,
nên Nghĩa không có cuốn giấy bạc để mà nướng được, nên Nghĩa sẽ đem đi kho tộ. Thì đây là Nghĩa ướp với một chút xíu nước mắm, đường với lại dầu ăn, tỏi, hành tím cho nó thơm. Thì mình ướp khoảng 2 tiếng thì mình sẽ đem đi mình kho. Thì cái thịt đó mọi người cũng có thể thấy nè, nó cũng giống, rất là giống cá lóc, nhưng mà hồi nãy khi Nghĩa cắt ra thì nó rất là bở, nên là Nghĩa không biết là khi mà kho lên nó có ngon hay không, thì để mình kho thử coi như thế nào nha. Cá lóc tươi vừa câu lên kho tộ nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ để Nghĩa ăn thử một miếng coi nó có giống thịt cá lóc tươi giống mình Việt Nam của mình không. Thấy cái thịt ở đây nó cũng chắc lắm á. Lúc đầu cắt ra thì nó hơi mềm, nhưng mà mình ướp nước mắm á, rồi mình kho nó, thịt nó rất là chắc luôn nè. Bây giờ mở rất là chắc luôn nè, mình thấy nè, cái thịt nó rất là chắc luôn á. Lúc đầu cắt thì nó không có chắc, mình có thịt đó nè, nhìn hấp dẫn không? Để nghe ăn thử nha, xin mời mọi người nha. Rất là chắc luôn á, ngon. Lúc đầu Nghĩ làm, lúc Nghĩ cắt ra thì cái thịt nó rất là bở, ăn nó không có thấy ngon, nhưng mà cái này á, mình làm, mình ăn rồi mình kho là nó ăn rất là ngon luôn, quá ngon luôn, rất là ngon. Xin mời mọi người nha. Cái lóc này nếu mà mình kho tộ thì cái thịt nó cũng chắc lắm, mọi người thấy nguyên cái khứa cá nè, mình kho ra nó không có bị rớt cái thịt ra, nó không có bị bở. Lúc đầu thì Nghĩ tưởng là nó bị bở, tại vì khi Nghĩ cắt ra cái thịt nó bở lắm, nhưng mà khi mình kho tộ mình có ướp với nước mắm á, nếu khoảng mấy tiếng á thì cái thịt nó chắc lắm, nên mình kho á là mọi người thấy nó vàng luôn nè, mình thắng nước màu lên á, rất là vàng luôn. Nhưng mà mọi người nha, cái này thì mình ăn với cơm. Cái thịt của nó không có tanh, mình kho tổ nó không có tanh, nhưng mà nếu mà mình lấy nấu canh chua thì Nghĩ không biết là nó có tanh hay không, tại vì con này nhỏ quá, người Nghĩ có kho tộ thôi. Thì lần sau nếu mà Nghĩ câu lượng cá bự hơn đó, thì mình sẽ thử mình nướng cuốn với bạc, mình nướng với lại mình làm thử canh chua thử coi có ngon không, chứ mình kho tộ về ăn ngon lắm, cái thịt nó rất là chắc luôn. Người thấy nè, khứa cá nè, khứa cá nấy nè, nó không có bị bở. Thì video hôm nay thì chỉ tới đây thôi. Nếu mà mọi người thấy thích video của Nghĩa thì nhớ like với đăng ký ủng hộ kênh YouTube cho Nghĩa để theo dõi những video tiếp theo nha. Thank you. Bye bye.